Xin chào mọi người, em Thanh giới thiệu đến mọi người cái bộ lục giác của hãng Quai, sản xuất 100% tại Đức. Thì Quai là một cái thương hiệu mà Lucas mới nhập về trong năm 2022 đây. Thì tất cả các cái dụng cụ của hãng Quai thì đều được sản xuất 100% tại Đức luôn nha mọi người. Đó, Elora thì còn có những cái dụng cụ khác họ OEM cho các hãng của Đài Loan, Trung Quốc, nhưng mà hãng Quai thì đặc biệt Quai thì chỉ sản xuất 100% tại Đức thôi. Mã hàng của cái bộ lục giác này là 45030. Thì khi mà hãng Quai gửi hàng về cho mình thì họ đóng vào cái vỉ bằng cà tông như thế này. Đó, có hai sợi dây rút. Hai sợi dây rút màu đen em đã cắt đi rồi. Cái bìa cà tông này thì họ hướng dẫn sử dụng thôi và ghi cái mã hàng thôi chứ không có gì hết. Đây, quay trở lại với cái bộ lục giác của mình thì cái bộ lục giác này nó bao gồm có 9 cây. Lục giác này là loại dài. Lục giác thì nó có hai loại, một loại ngắn và một loại dài. Thì cái loại em đang giới thiệu đó là loại dài. Mã hàng 45030 thì giá tham khảo của bộ này là 660.000 một bộ. Nó được đựng ở trong cái khay bằng nhựa như thế này. Mặt sau là màu đen, mặt trước là màu xanh. Màu xanh là cái màu đặc trưng của hãng Quai đó mọi người. Đó, và đặc biệt là chúng ta có thể tách cái hộp này ra làm hai như thế này. Đó, tách ra để dễ lấy cây lục giác ra. Và mỗi cây lục giác thì mọi người nhìn thấy thì nó được cắm ở mỗi cái khe riêng của nó và được đánh số size ở trên này luôn, để khi mình sử dụng mình lấy ra cho nó dễ dàng nè. Đó, thì bộ này bao gồm có 9 cây, là gồm có size 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 và 10mm. Trọng lượng của bộ này khoảng 500g nha mọi người. Vật liệu của cái cây lục giác này là làm bằng thép chrome vanadium. Cái bộ lục giác này thì đáp ứng tiêu chuẩn là DIN 2936, ISO 2936 hay là DIN 2936 gì cũng được. Thì cây lục giác size 10 này là size to nhất trong cái bộ này. Ở trên cái thân thì có ghi số size nè, size 10 nè, ISO 2936 nè, CV là viết tắt của chrome vanadium là vật liệu của cái lục giác. Quai là tên của hãng hay là thương hiệu á. Còn Germany là nước sản xuất. Lục giác này là lục giác là dài hai đầu bằng nha mọi người. Cây dài nhất là size 10mm, ở đây thì chiều dài của nó là 21,5cm. Cây 8mm thì dài là khoảng 195mm. Size 6mm thì dài khoảng 175mm. Size 5mm thì dài khoảng 155mm. Size 4mm thì dài khoảng 135mm. Đó, em đo ước lượng như vậy để cho mọi người dễ hình dung thôi. Khi mà sử dụng xong thì chúng ta nên bảo quản, nên cất lại vào cái khay đựng của mình để mình cất cái dụng cụ của mình nó không có bị thất lạc đó mọi người. Đó, sử dụng xong thì chúng ta cho vào cái khay, xong rồi bóp lại rồi đem đi cất thôi ha. 660.000 một bộ. Anh chị nào mà có nhu cầu sử dụng cái bộ này thì gọi cho em số điện thoại có trên màn hình nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong các cái video sau.